Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, huyện Ngọc Hiển thu hoạch khoảng 10.000 tấn tôm sú nguyên liệu cung ứng cho các công ty doanh nghiệp để chế biến, cung ứng cho thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang các nước. Tôm sú sau khi thu hoạch sẽ được hộ nuôi bảo quản kỹ lưỡng để tôm đạt chất lượng, bán với giá cao và đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch. Năm nay thị trường xuất khẩu tôm sú gặp nhiều thuận lợi, sản lượng tăng cao nên giá tôm cũng tăng theo. Hiện giá tôm sú nguyên liệu loại 20 con một ký được giữ ổn định với mức từ 240.000 đồng đến 250.000 đồng một ký. Vào các dịp lễ tôm sú hút hàng lên khoảng 270.000 đồng một ký. Những tháng cuối năm nhu cầu tôm sú nguyên liệu nội địa và xuất khẩu sẽ tăng cao, do đó các hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện đang tích cực chăm sóc quản lý tôm thả nuôi, phòng ngừa dịch bệnh để tôm đạt năng suất, đảm bảo sản lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao lợi nhuận cho người nuôi tôm. Theo ngành y tế huyện Ngọc Hiển, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết xuất hiện trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong tháng 10 vừa qua, huyện tiếp tục ghi nhận số ca mắc ở mức cao và so với cùng kỳ năm trước, số ca mắc đã tăng hơn gấp 3 lần. Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện Ngọc Hiển đã ghi nhận hơn 240 ca bệnh sốt xuất huyết với 215 ổ dịch. Đáng quan tâm là bệnh không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ, mà tỷ lệ người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết ngày càng tăng. Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều kết hợp với triều cường tạo điều kiện cho lăng quăng, muỗi phát triển gây bệnh. Ngành y tế địa phương đã tiến hành nhiều đợt phun hóa chất diện rộng tại các địa bàn có nhiều ca mắc và xuất hiện nhiều ổ dịch, giám sát chặt chẽ tình hình, chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế, đảm bảo có đủ thuốc hóa chất trong xử lý ổ dịch. Đồng thời khuyến cáo người dân tích cực dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm, các vật dụng chứa nước uống phải có nắp đậy để muỗi không thể vào sinh sản. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán điều trị kịp thời. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã ghi nhận gần 70.000 ca mắc sốt xuất huyết, số ca tử vong do sốt xuất huyết là gần 30 ca, trong đó người lớn chiếm 75%, một tỷ lệ đáng báo động. Nguyên nhân để bệnh trở nặng phần lớn là do chủ quan. Tình hình sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn cao điểm, dù đã phải áp dụng tháp 3 tầng trong điều trị. Số ca mắc phải nhập viện ngày càng tăng không chỉ ở các bệnh viện có chuyên khoa điều trị mà cả các bệnh viện quận, huyện. Trong đó, tỷ lệ người lớn mắc sốt xuất huyết bị trở nặng chiếm đa số. Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân bị mắc sốt xuất huyết cần theo dõi diễn tiến và nhập viện ngay khi có những biểu hiện trở nặng. Năm 2022, hoạt động khám mắt miễn phí và tư vấn chăm sóc bảo vệ mắt tiếp tục được thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm giúp người dân chủ động can thiệp kịp thời ngay khi phát hiện các bệnh lý về mắt. Trong tháng 10 vừa qua, Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện mắt Da liễu Cà Mau tổ chức khám mắt miễn phí cho người dân một số địa phương và học sinh trên địa bàn thành phố Cà Mau. Thực hiện chương trình này đã có gần 4.000 học sinh của các trường tiểu học Quang Trung, Hùng Dương và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình được khám mắt miễn phí nhằm phát hiện tật khúc xạ. Cùng với việc khám mắt cho các em, đội ngũ bác sĩ kết hợp tư vấn, truyền thông, nâng cao nhận thức về cách chăm sóc bảo vệ mắt, phòng chống cận thị học đường. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức bảo vệ mắt cho các em trong học tập và sinh hoạt. Không coi nhiều, không chơi game, tối ngủ 9 giờ để cho mắt khỏe. Ở nhà con có biết ăn cái món ăn nào để bổ cho mắt không? Dạ, ăn gạo, canh, cá, cơm. Các thầy thuốc, ngành nhãn khoa khuyến cáo rằng là các con ngồi tư thế đúng cái khoảng cách được hướng dẫn, ánh sáng chiếu vô đủ và đọc sách là đọc chữ là phải có một cái khoảng thời gian cho mắt được nghỉ. Và thứ hai là gì? Là hạn chế tối thiểu nhất là xem điện thoại liên tục hoặc là tivi, màn hình, internet là hạn chế tối đa. Và vấn đề là ngủ nghỉ phù hợp, ăn uống những cái chất dinh dưỡng có bổ về mắt như thức ăn, rau cải, v.v. Và cái nữa là quan trọng nhất là phải đi tái khám đo mắt phù hợp để đọc được cái cận của mình, cái tật khúc xạ của cô bé. Sau khi khám mắt, chương trình còn tặng kính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh về mắt, đồng thời tiếp tục đến khám mắt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Thới Bình và Trần Văn Thời. Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh
có phối hợp với bệnh viện mắt da liễu tỉnh Cà Mau với sự đồng hành của một công ty nhà tài trợ để đem cái chương trình ánh sáng đến cho người mù nghèo khó khăn. Cụ thể là chúng ta tổ chức khám cho 1.000 người dân để phát hiện những trường hợp đục thủy tinh thể, để chúng ta sẽ tổ chức mổ miễn phí vào ngày 2, ngày 3 tháng 11 tại huyện Trần Văn Thời. Cũng theo ngành chuyên môn khuyến cáo, cùng với việc ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt phù hợp, mọi người dân nên thăm khám mắt định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để kịp thời phát hiện, can thiệp và điều trị phù hợp các bệnh lý về mắt. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tham gia nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên và người dân, hướng đến hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tiêu biểu là mô hình ủ rác hữu cơ tại hộ gia đình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường. Bà Lâm Ngọc Hà ở ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây là hội viên phụ nữ đã tiên phong trong thực hiện mô hình ủ rác hữu cơ tại gia đình. Sau khi được hỗ trợ thùng ủ rác hữu cơ, rác thải sinh hoạt hàng ngày được bà Hà phân loại ra để xử lý. Những loại rác dễ tiêu hủy, thức ăn thừa được bà cho vào thùng ủ để làm phân hữu cơ bón cho cây trồng, vườn rau của gia đình. Rau màu được bón phân hữu cơ nên sinh trưởng, phát triển tươi tốt, không chỉ tiết kiệm chi phí, đảm bảo rau sạch cho bữa ăn của gia đình mà còn giúp cho môi trường sống luôn sạch đẹp. Mình ủ rồi mình cũng xúc ra, mình trồng rồi vậy đó. Dung gốc cây đồ này nữa. Gác hàng ngày mình làm sao hả bà? Gác hàng ngày. Mình làm sao cô, mình ủ mình tận dụng gác nào để mình ủ? Thì gác khi ăn thì lặt rau đồ này nọ gì đó, đủ thứ mình bỏ vô. Cái đầu nó gã ra cái mình lấy cái đó mình dung gốc. Mình trồng đồ. Mình thấy cái mô hình đó nó dễ thực hiện không ạ? Cũng được, nhưng nó gã ra trồng cũng tốt lắm. Hiện mô hình ủ rác hữu cơ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Ân Tây triển khai sâu rộng đến chị em phụ nữ trong các chi tổ hội. Qua mô hình đã tận dụng được rác hữu cơ làm phân bón, phục vụ cho trồng trọt, giảm được lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường bên ngoài. Thì mà được hỗ trợ thùng hữu rác thì mình phân ba loại rác. Rác hữu cơ, rác vô cơ. Rác hữu cơ mình bỏ vô đó rồi mình quỷ cái nước mà cái chai gì người ta cho đó đổ vô ủ phân hút cái trồng đồ. Ở đây thì trồng đồ cái phân đó thì tốt rồi à. Ăn toàn rau sạch. Ăn thì cho nó đảm bảo sức khỏe cho tất cả bà con trong đó có gia đình mình. Trong cái các chi hội thì được chi hội ấp Tân Tiến là được một tuyến là tuyến đường kiểu mẫu. Thì trong năm được hội phụ nữ huyện để phối hợp với chỗ cái đơn vị mà khoa học công nghệ đó để hỗ trợ cho cái tuyến thì được 27 cái thùng ủ rác. Thì những chị em phụ nữ trên cái tuyến mà ấp Tân Tiến được hỗ trợ thì chị em là nói chung là để tạo điều kiện thuận lợi hơn để về ủ các loại rau củ quả lại có phân để trồng rau màu để cho mà cải thiện cái bữa ăn và có bán ra để thu nhập cải thiện cái cuộc sống thu nhập thêm. Thì vừa cái qua cái đó thì vừa chị em vừa tăng gia sản xuất và nó được cái hiệu quả nó nâng cao lên đó là để bảo vệ được cái môi trường. Mô hình ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh là một trong những cách làm sáng tạo của chị em phụ nữ xã Tân Ân Tây, vừa mang lại hiệu quả về kinh tế, vừa giúp môi trường sống thêm sạch đẹp, hướng đến hoàn thành và duy trì tiêu chí môi trường, tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Đã kết thúc bản tin truyền đồng ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.